Chào các bạn, mình tên là Ngô Đình Khánh Linh và năm nay mình 14 tuổi. Mình học ở trường Trung học Thực hành Sài Gòn. Mới đây mình mới vừa được biết rằng là mình được visa đi du học ở Canada và cảm xúc của mình rất là háo hức và rất là vui. Năm tới mình sẽ bắt đầu du học vào lớp 9. Thì mình sẽ học ở trường Sturgeon High School ở bang Alberta. Trường này là học chương trình phổ thông ở bên nước ngoài. Mình có gia đình người thân cho nên mình sẽ ở với họ. Ở Tân Đại Dương thì chị Quỳnh đã hỗ trợ em rất là nhiều trong việc sắp xếp các giấy tờ để em nộp. Đối với em thì nhân viên ở Tân Đại Dương hỗ trợ em rất là nhiều và họ rất là cẩn thận và cẩn trọng trong những việc họ làm. Bên nước ngoài thì người ta học thì vừa học vừa thực hành, mà em thì em muốn học về ngành kinh tế giống như bố em, thì em nghĩ là cái cách giáo dục của người ta sẽ phù hợp với cái ngành mà em muốn em lựa chọn. Em nghĩ là việc mà các bạn cần làm mà quan trọng nhất là phải học thật là chăm. Mình nghĩ là học mà để cho mình chứ không phải là học để cho bố mẹ. Hồi nhỏ có một cái kinh nghiệm là em mua rất là nhiều sách về, cứ mỗi trang thì em sẽ nghe đi nghe lại 10 lần, đọc đi đọc lại 10 lần, nghe thành thục với lại nói cho nó tốt hơn. Những gì mà mình vừa mới chia sẻ là bí quyết để học tiếng Anh cho tốt. Mình nghĩ là trước khi đi du học thì các bạn cần được hỗ trợ về giáo dục và ngành tài chính. Nếu như mà các bạn vẫn còn khúc mắc gì thì có thể đến công ty Tân Đại Dương để hỗ trợ. Chúc các bạn thật may mắn và thành công trong việc du học.